Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài số 39, bảng thống kê và biểu đồ tranh, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6, ba bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 76 nào. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này các em. Là bài 9.7 này. Thì yêu cầu này: một cái phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường. Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc, và mỗi cái biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá này. Hài lòng này, đó các em nhìn nhé, cái biểu tượng này hài lòng này, bình thường này và không hài lòng, đó được chưa? Vậy thì ở đây người ta sẽ đánh giá, ở đây là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, 6 ngày đánh giá đúng không? Rồi giờ ta hỏi cái gì đây? Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Đó, vậy thì ý thứ nhất này, chúng ta muốn biết là có bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải làm gì? Thống kê ở đây đúng không? Như vậy ngày thứ hai có bao nhiêu lượt người đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy ngày thứ hai các em có bao nhiêu? 10. Ngày thứ ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngày thứ ba chúng ta sẽ có 8 này, đúng không? Ngày thứ tư này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngày thứ tư có 9 này. Ngày thứ năm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày này có 10. Và ngày thứ sáu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ngày thứ sáu có 6 lượt. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn biết này, cả tuần có bao nhiêu lượt thì chúng ta sẽ cộng số lượt của tất cả các gì? Các thứ trong gì? Trong tuần đúng không? Đó, bài này đang là 9.7 nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có số ý thứ nhất trả lời này. Cả tuần này, cả tuần sẽ có số lượt người, đúng không? Số lượt người tham gia đánh giá, đúng không? Tham gia đánh giá cán bộ. Đó, cái vị cán bộ này đúng không? Sẽ là, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ cộng hết tất cả vào. 10 nè, cộng với 8 nè, cộng với 9 nè, cộng với 10, cộng với 6. Như vậy 10 cộng với 8, 18, 18 cộng 9, 27. 27 với 10 là 37, 37 với 6. 76, 13, vậy sẽ là 40, 43 lượt, đúng không? Đó. Như vậy sẽ có là 43 lượt người trong cái tuần này nhé. Được chưa? Rồi, tiếp theo ta hỏi này, có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng? Đấy, vậy thì giờ chúng ta lại phải đếm xem nè, đánh giá hài lòng là cái màu gì đây? Cái mặt cười màu đỏ đây đúng không? Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ trả lời này. Số lượt nè, số lượt đánh giá hài lòng này, số lượt đánh giá hài lòng sẽ là, đó các em sẽ đếm ở đây cho thầy thôi. Ngày thứ hai có 1, 2, 3 đúng không, cộng với ngày thứ ba 1, 2, 3, 4 nè, cộng với ngày thứ tư thì 1, 2, 3, 4 nè, đúng không? Cộng với ngày thứ 5, 2. Ngày thứ 6, 1. Đấy, như vậy chúng ta cộng vào. 3 này, cộng với 4 là 7. 7 với 4, 11. 11. 11 với 2 là 13. 13 với 1 là bao nhiêu? 14 lượt, đúng không? Đấy, như vậy đánh giá hài lòng ở đây có bao nhiêu?
14 lượt người đánh giá nhé. Được chưa? Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ trả lời ý tiếp này. Bao nhiêu người đánh giá bình thường và không hài lòng? Rồi, vậy chúng mình sẽ tiếp tục này. Số người này. Số người hay số lượt chứ nhỉ? Số lượt đánh giá bình thường. Số lượt nhá. Đánh giá ở cái mức này gì bình thường này sẽ là đó, cái này chúng ta làm nhanh nhá. Bình thường thì màu xanh này nó nhạt hơn này đúng không? Em đếm này thì ngày thứ hai này, 1, 2, 3, 4, 5, thứ ba 1, 2, 3, thứ tư là 1, 2, 3 đúng không? Thứ năm 1, 2, 3, 4, 5, 6, như vậy thứ năm là 6 và thứ sáu 1, 2, 3 đấy, như vậy các em cộng vào 5 với 3 là 8, 8 với 3 10, 11, 11 với 6 17, 17 3 bằng 2 20. Được chưa? Như vậy thì sẽ có 20 lượt người đánh giá ở mức bình thường. Rồi, và cuối cùng là gì? Sẽ là số gì? Lượt đánh giá. Số lượt đánh giá này. Đánh giá ở cái mức này gì? Không hài lòng đúng không? Số lượt đánh giá không hài lòng. Sẽ là đấy, thì chúng ta nhìn đây, ngày thứ hai có mấy cái mặt cười đó nè, 1, 2 nè đúng không, ngày thứ hai có 2, ngày thứ ba chỉ có 1, ngày thứ tư 1, 2 đúng không, ngày thứ năm 2 và ngày thứ sáu 2. Rồi các em đếm vào, 2 với 1 là 3, 3 với 2 là 5, 5 với đây 4 nữa là gì, 9 lượt đúng không? Đấy, mình xong nhá. Đấy, như vậy bài số 1 chúng ta thực hiện xong chưa nào? Ổn chưa các em? 9.7 nhá. Được chưa? Rồi, mình sang bài tiếp theo, bài 9.8 nào. Biểu đồ tranh sau đây cho biết số lượt ô tô vào gửi tại một bãi đỗ xe. Tại một cái bãi đỗ xe vào các ngày trong một tuần. Đó, vậy thì đây nó thể hiện này. Ngày thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và từ ký hiệu này, cứ mỗi một cái ký hiệu ô tô này này thì nó sẽ ứng với là gì? 3 chiếc ô tô. Vậy thì giờ thì yêu cầu các em là gì? Lập bảng thống kê biểu diễn số ô tô vào gửi tại bãi, tức là ở đây có biểu đồ tranh rồi mình sẽ lập gì? Lập bảng thống kê thôi đúng không? Hiểu không? Tức là giờ có biểu đồ tranh đây rồi, giờ chúng ta khai thác từ biểu đồ tranh, chúng ta sẽ lập gì? Lập bảng thống kê, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có này, bảng thống kê như sau. Ta sẽ có bảng thống kê. Cái bảng thống kê nhá. Bảng thống kê như sau. Rồi. Như vậy mình cũng liệt kê ở đây này, thứ này, rồi số gì? Số xe, đúng không? Hàng ngang thứ nhất chúng ta sẽ lập cho đó là thứ này. Hàng ngang thứ hai này, số xe. Số xe ô tô gửi đúng không? Hay là gì? Số lượt xe đi. Đấy, cho đầy đủ nhá. Không chúng ta lại hiểu sang là số biển số xe. Đấy, số lượt xe. Được chưa? Rồi, vậy thì mình cũng sẽ kể ở đây là thứ 2, ngày thứ 3 này, đúng không? Ngày thứ 4 này, đúng không? Ngày thứ 5 này, ngày thứ 6. Đấy, các em chúng lấy đến ngày thứ mấy thôi? Ngày thứ 6 thôi. Được chưa? Đấy, các em kể đây cho thầy. Rồi, bây giờ mình chỉ việc là gì? Đếm thôi. Như vậy cứ ứng với một cái này nè, thì là 3 ô tô, đúng không? Vậy thì ngày thứ 2 này, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì đây là 5. Các em nhân với mấy? Nhân với 3. Như vậy 5 x 3 sẽ là bao nhiêu? 10,
15 ô tô, đúng không? Đấy, như vậy thì trong cái ngày thứ hai này này, chúng ta sẽ có là tổng cộng bao nhiêu? 15 nhá. Được chưa? Ngày thứ ba này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy đây sẽ có là 7 nhân với 3. 7 nhân 3 sẽ là 21. Ngày thứ tư, 1, 2, 3. Vậy thì đây sẽ là 3 kem nhân với 3. Là mấy? 9 nè. Ngày thứ năm, 1, 2, 3, 4 nè. Đây sẽ là 4 nhân 3. Như vậy 4 nhân 3 sẽ là 10, 12. Ngày thứ 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nhân với 3. Như vậy đây sẽ là bao nhiêu? 18. Đấy, chúng ta lập xong cái bảng chưa? Đó, đơn giản vậy thôi đúng không? Hết chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã xong được cái bài 9.8 nhá. Bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo nè. Bài 9.9 nha. Rồi, bài 9.9. Lớp 6A lấy ý kiến của các bạn trong lớp về việc tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ với 3 lựa chọn, đó là học tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là tiếng Nga. Và mỗi bạn học sinh chỉ được chọn tham gia một trong 3 câu lạc bộ, tức là mỗi bạn chỉ được đánh một trong 3 cái lựa chọn này, đúng không? Và kết quả khảo sát thì như sau này. Đó, tức là gì? Đây chính là kết quả khảo sát này. A là tiếng Anh này, B là tiếng Pháp, C tiếng Nga đây. Giờ thì yêu cầu này, lập bảng thống kê. Đó, vậy thì giờ mình sẽ làm sao các em? Lập cái bảng thống kê này. Thống kê biểu diễn số lượng học sinh. Đó, đây ý thứ nhất đúng không? Ý thứ hai thì yêu cầu là vẽ biểu đồ tranh. Vậy chúng ta làm được không? Đơn giản thôi đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ lập bảng thống kê nhé. Câu A, bài 9.9 này. Câu A này, chúng ta sẽ lập cái bảng thống kê. Vậy thì từ cái gì? Từ cái kết quả đây, từ kết quả khảo sát này. Từ kết quả khảo sát, từ kết quả khảo sát nhé, thì chúng ta có cái bảng thống kê sau này. Ta sẽ có này, cái bảng này, thống kê sau. Bảng thống kê sau này các em. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ kẻ cái bảng ra. Đầu tiên mình sẽ chọn là gì? Câu lạc bộ đúng không? Vậy ta đang khảo sát là về câu lạc bộ này. Rồi thứ hai là gì? Số lượng. Số lượng này là số lượng gì? Học sinh tham gia. Đúng không? Đấy. Vậy thì câu lạc bộ ở đây chúng ta có 3 cái câu lạc bộ kem kẻ ra. Câu lạc bộ đầu tiên là tiếng Anh này. Ký hiệu là A này đúng không? Câu lạc bộ thứ hai là tiếng gì? Tiếng Pháp này. Đó, tiếng Pháp này. Và câu lạc bộ thứ ba đó là tiếng gì? Tiếng Nga. Đúng chưa? Đấy, không biết ở trường các em có thực hiện cái này không? Nó ví dụ như em nào có thể chào hỏi đúng không? Tiếng Anh hello. Tiếng Pháp là gì các em? Bonjour madame, đúng không? Tiếng Nga Zdravstvuyte. Đấy. Đúng không? Nói thầy nổ tí thôi đúng không? Nhưng thực ra thầy không phải rành ngoại ngữ lắm đâu nhá. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đếm xem ở đây thôi. Tiếng Anh có bao nhiêu thì cứ chúng ta đếm cái phần gì? Phần A thôi nè. Tiếng Anh nhá. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 18. Như vậy thì tiếng Anh có 18 học sinh đăng ký nè. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang B là tiếng Pháp nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy tiếng Pháp là gì? Chỉ có 11 học sinh đăng ký. Rồi tiếng Nga nè. Là phần C đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy thì ở đây chỉ có mấy? 6 bạn thôi đúng không? Đấy. Như vậy ở đây chỉ có mấy tiếng Pháp của chúng ta, tiếng Nga ta chỉ có 6 bạn đăng ký thôi. Vậy chúng ta đã hoàn thành được câu A chưa?
Đấy, đây chính là gì? Bảng thống kê. Rồi, đến câu B này. Vẽ biểu đồ tranh cho cái bảng thống kê ở câu A. Đấy, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ thực hiện cái việc là vẽ cái biểu đồ tranh này. Vậy thì vẽ biểu đồ tranh thì chúng ta phải quy ước nó ra, đúng không? Rồi, câu B nhé. Câu B thì chúng ta sẽ lập luận nào. Sao lại 11 này, đâu chia cho 6 nhỉ? Vậy thì đếm lại xem cái thằng B này có phải là 11 không nhỉ? Tại vì giờ nếu mà lập biểu đồ tranh thì 18 chia cho 6 rồi 11 có chia ở đâu? Đếm lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sao lại là 11 nhỉ? Như vậy 11 thì đâu có chia được cho 6 đâu các em. 1, 2 nhá, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11. Như vậy nếu đếm ở đây chúng ta chỉ có 11 thì không thể chia được cho 6 các em ạ. Chúng ta cộng ở đây xem nào. 18 với 11 là 29. Như vậy tổng số học sinh đây 18 với 11 là 29. 29 với 6, 29 với 6 là có bao nhiêu? 35 học sinh à? Đúng không? 35. Nhưng mà ở đây là gì? Lớp 6A người ta không có cho số học sinh ở đây. Như vậy nếu mà 35 học sinh ở đây thì chúng ta sẽ không đủ, không thể vẽ được cái biểu đồ tranh ở đây, đúng không? Bởi vì sao? Ký hiệu thì cái số 11 này, số lẻ này kìa. Như vậy thì chắc ở đây người ta sẽ thiếu này, thiếu một cái thống kê đấy kìa. Đó là gì? Thiếu một cái thống kê của B này, đúng không? Như vậy cái con số B đây này nó phải số 12 thì mới đúng này. Đấy, chứ không phải 11 được, đúng không? Thì số học sinh ở đây nó phải lên là 36 nhá. Đấy, chúng ta xem trong sách của chúng ta có bị sai như vậy không. Đó, và cái số liệu này cho thì thầy tính ở đây là chúng ta sẽ thấy, đúng không? Như vậy số liệu ở đây phải 36 và cái tiếng Pháp này này phải là 12 bạn mới được nha. Chúng ta mới vẽ được biểu đồ tranh. Chứ nếu mà như số liệu chúng ta thống kê ban đầu thì sẽ không vẽ được, đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta mới có nè. Ta có nè. Chúng ta sẽ tìm đây là gì? Bội chung hay ước chung các em? Đây, chúng ta dựa theo cái bài này này các em. Cái bài mà chúng ta đã từng làm đây. Sẽ tìm là ước chung gì? Lớn nhất, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có này. Ta có ước chung lớn nhất của bao nhiêu? 18 nè, 12 nhá, với lại 6 đây này. Sẽ bằng mấy? Bằng 6, đúng chưa? Nên chúng ta sẽ làm sao? Nên chúng ta sẽ quy ước này. Như vậy thì mỗi cái, đây là câu lạc bộ đúng không? Đấy thì các bạn có thể lấy cái biểu tượng nào cũng được. Mỗi này, mỗi một cái mặt cười này đi. Đấy, sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 6 đúng không? Đó. Vậy thì ta sẽ có này. Vậy ta sẽ có sẽ là 6 lượt nhá. 6 lượt đăng ký. 6 lượt đăng ký. Như vậy thì ta sẽ có này. Các em sẽ chia ra cho thầy. Như vậy thì đối với tiếng Anh này, tiếng Anh là bao nhiêu? Tiếng Anh ta có là 18 chia cho 6 thì sẽ được mấy? Được 3 cái mặt này này, đúng không? Đúng chưa? Rồi tương tự như vậy thì bên môn thứ 2, Tiếng Pháp này phải 12 nhá, chia cho 6 thì được 2 cái mặt cười này.
đúng không? Đấy, giống như vừa nãy, nếu số liệu này là 11 thì chúng ta không thể chia được, đúng không? Rồi, và không em ạ, chúng ta vẫn cứ lấy bình thường đi, không có sửa số liệu người ta ở đây. Thôi cái này chúng ta vẫn lấy là 11 đi nhá. Chúng ta không cần quy ước ra như thế này, không cần tìm ước nha. Đây thầy vẫn lấy là trung thành với số liệu của sách này, vẫn là 11 nhá các em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không cần tìm ước chung hay cái gì hết, được chưa? Rồi, bây giờ mình chỉ cần là gì, quy ước thôi. Chúng ta quy ước thôi, đúng không? Bởi vì sao, nếu mà sửa số liệu đi thì nhiều khi sách của các em in nó cũng giống như thế này thì sao? Vậy bây giờ nè, ta quy ước này, ta quy ước này, mỗi cái mặt cười đấy đó là bao nhiêu? Là một lượt, đúng không? Một lượt đăng ký, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có này. Vậy thì chúng ta sẽ có nhá. Thầy không sửa thành số 12 nữa, cứ để yên như vậy. Vậy đề sai chúng ta cũng làm theo đề sai, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có này, môn tiếng Anh này là bao nhiêu? Môn tiếng Anh sẽ là 12 chia cho 1 sẽ bằng bao nhiêu? 12 cái mặt cười này, đúng không? Đó. Môn thứ hai là môn tiếng gì? Tiếng Pháp này là 11 nè. À đây sẽ là 18 chứ thầy, sao mà ghi 12? Thầy đang nghĩ tới số 12. Đấy, như vậy thì 11 chia cho 1 thì đây sẽ là 11 cái mặt cười nhá. Được chưa? Rồi, tiếp theo môn tiếng Nga của chúng ta có là mấy? 6 thì sẽ bằng bao nhiêu? 6 cái mặt cười. Được chưa? Đấy, đây là các cái mặt cười nha các em, tại vì thầy vẽ này nó không có chính xác lắm. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta sẽ có này. Vậy thì ta sẽ có cái biểu đầu tranh như sau này. Ta sẽ có cái biểu đầu tranh như sau. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ dựa trên cái bảng thống kê ở trên. Đó, và mình sẽ vẽ cái biểu đồ thôi. Đó là gì? Môn tiếng Anh nè. Đó. Hàng ngang thứ nhất đó là môn tiếng Anh nè. Tiếng Anh nè. Được chưa? Hàng ngang thứ hai là tiếng gì? Tiếng Pháp nè. Và hàng ngang thứ ba đó là tiếng gì? Tiếng Nga. Đó, vậy thì các em sẽ vẽ cho thầy các cái mặt cười vào đây. Đấy. Hàng ngang thứ nhất, hàng ngang thứ hai. Được chưa? Như vậy thì cái hàng ngang thứ nhất, tiếng Anh nó có tới bao nhiêu? 18 cái mặt cười. Thì các em vẽ cho thầy đây 18 cái mặt cười thôi. Được chưa? Đấy, cho người ta đếm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, chúng ta để vẽ cho đủ 18 nhá. Tương tự như vậy thì môn tiếng Pháp này, các em cũng vẽ cho thầy cho đủ bao nhiêu? Đủ 18. À xin lỗi, tiếng này là bao nhiêu? 11. Được chưa? Ta vẽ cho đủ số lượng nha. Đấy, tương tự như vậy thì môn tiếng Nga ta có mấy? 6 cái mặt cười nè. Đấy, các em vẽ cho đủ nhá. Được chưa các em? Đấy, vậy thì đây là cái bài 9.9. Ổn không? Đấy, cái đề kệ nó. Cái đề như vậy, nếu số liệu của các em cũng giống như của thầy đây, chúng ta vẫn cứ lấy số lượng là bao nhiêu? 11 nhá. Còn không thì chúng ta có thể sửa lên 12. Thì sửa lên 12 thì nó dễ hơn, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cứ nên trung thành với cái bản in ở đây, bởi vì người ta in như thế nào mình vẫn thực hiện như vậy đi. Rồi, sang cái bài tiếp theo, 9.10 nhá. Bài 9.10 tôi cho này. Bảng thống kê sau cho biết số lượng tin nhắn một người nhận được vào các ngày làm việc trong tuần. Đây là số lượng tin nhắn các em. Đấy, ngày thứ 2 này, 6, ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6.
dùng mỗi biểu tượng. Đấy, giống như hòm thư đây đúng không? Ứng với hai tin nhắn hãy vẽ biểu đồ tranh để biểu diễn bảng thống kê. Vậy thì cái này người ta đã cho mình sẵn đây rồi đúng không? Cứ mỗi một cái biểu tượng này nè thì ứng với mấy? Hai tin. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có gì? Biểu đồ tranh như sau này. Mỗi cái biểu tượng này ta có này. Mỗi cái biểu tượng này. Mỗi cái biểu tượng giống như là gì? Cái hộp thư đây đúng không? Đó. Đúng chưa? Đấy, mỗi biểu tượng giống như hộp thư đây này sẽ ứng với bao nhiêu? Ứng với hai tin nhắn này. Hai tin nhắn này. Đấy. Vậy thì ta sẽ có này. Ta sẽ có, các em sẽ chia ra đây cho thầy. Như vậy ngày thứ hai này. Thứ hai này bao nhiêu đây các em? Thứ hai nhá. Thì chúng ta sẽ có là 6 chia cho mấy? 6 này chia cho 2 thì sẽ được 3 cái biểu tượng này đúng không? Đúng không? Đấy, cái này sẽ chia cho 2 thì được 2 biểu tượng. Ngày thứ 4 chia cho 2 thì được 2 biểu tượng. Ngày thứ 5 chia cho 2 được 1. Và ngày thứ 6 chia cho 2 thì được 4 biểu tượng. Đúng không? Đó, vậy thì giờ các em chỉ việc thống kê ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ có cái biểu đồ. Biểu đồ tranh như sau. Đó, các em sẽ vẽ ra thôi. Đầu tiên ta sẽ bắt đầu từ ngày thứ gì? Thứ 2. Thứ 2 của chúng mình là bao nhiêu? Đây, chúng ta để đây tí, chúng ta kẻ đi nhá. Đó, các em kẻ cho đến tới ngày thứ 6. Thứ 2 mình có mấy? 3 cái biểu tượng. Đó, các em vẽ 3 cái hòm thư này cho thầy. Đó, đơn giản thôi đúng không? Thầy sẽ vẽ không nhanh thôi. Được chưa? Đấy, vậy thì đây ngày thứ 2. Tương tự như vậy thì mình sẽ có ngày thứ gì? Thứ 3 này. Ngày thứ 3 mấy các em? Thứ 3 chúng ta có là 2 cái biểu tượng này. Được chưa? Đó. Được chưa? Ngày thứ 4. Ngày thứ 4 các em có mấy đây? Cũng 2 cái biểu tượng này. Đó, các em vẽ thì chúng ta căn cho nó đẹp hơn nhá. Được chưa? Tiếp theo ngày thứ 5 này. Ngày thứ 5 nhá. Chúng ta có mấy đây? 1 cái biểu tượng này thôi. Được chưa? Ngày thứ 6 tới mấy? 4 biểu tượng. Thường thường người ta đi làm vào ngày thứ 6 nhiều đúng không? Nên là tin nhắn là dồn dập hơn nè. 1 2 3 4. Đấy, như vậy chúng ta đã xong về cái biểu đồ tranh. Được chưa? Đơn giản chưa các em? Đấy, rất đơn giản nhá. Xong chưa? Đó, như vậy đây chính là biểu đồ tranh, thể hiện cái tin nhắn của cái người mà nhận được. Xong. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ kênh cũng như video của chúng mình cho các bạn đang học ở trung lớp, trung trường. Đừng quên chia sẻ kênh này đến nhiều người hơn nữa nha. Bye bye.